Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với TopCarVN. Trước mắt quý anh chị và các bạn là chiếc xe Mitsubishi Outlander bản CVT phiên bản thường, chiếc xe gầm cao 7 chỗ của bên nhà Mitsubishi mà trong cái video ngày hôm nay, cái thời điểm dịp giữa tháng 11 năm 2022 này, TopCarVN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn chính sách giá bán tại thời điểm này đang cực tốt của Outlander CVT. Những cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện, về giảm trực tiếp về tiền mặt, về tặng bảo hiểm thân vỏ và mức giá lăn bánh của phiên bản này tại thời điểm này dành cho những anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang theo dõi. Đầu tiên về phần giá thì với phiên bản này đang có mức giá niêm yết là 825 triệu đồng. Thì tại thời điểm này đại lý đang có xe sẵn giao ngay đủ màu, với mức giảm giá cho phiên bản này lên tới 40 triệu đồng tiền mặt, cùng một cái chương trình về quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Thì cái bảo hiểm thân vỏ này của nó rơi vào khoảng tầm hơn 10 triệu dành cho quý vị các bạn. Cùng với đó nữa là những chương trình về quà tặng phụ kiện, tặng dán kính cách nhiệt, tặng trải sàn da, tặng cam hành trình, tặng camera 360 cho Outlander CVT phiên bản bản thường này. Có cam 360 các bạn nhé, dán kính trải sàn cơ bản là đầy đủ hết. Bảo hiểm thân vỏ 1 năm cùng với 40 triệu tiền mặt. Vậy thì Outlander CVT phiên bản thường này lăn bánh ở tỉnh mình có cập nhật sẽ là 872 triệu, ở Hà Nội là 908 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 892 triệu đồng. Tỉnh là 872, Hà Nội là 908 và thành phố Hồ Chí Minh là 892 triệu đồng. Trong tầm tiền từ 800 đến 900 triệu đồng, mức giá lăn bánh này rất đáng để mọi người quan tâm và xem xét. Nếu như trả góp bản này thì ở tỉnh các bạn sẽ bỏ ra là 245 triệu, ở Hà Nội sẽ là 280 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 263 triệu đồng các chị ạ. Tỉnh là 245, Hà Nội là 280 và thành phố Hồ Chí Minh là 263 với Outlander CVT phiên bản thường này. Thế còn sau đây thì mình cũng xin phép là giới thiệu nhanh những cái đặc điểm về ngoại thất, nội thất, option, những cái tính năng an toàn và tiện ích của Outlander CVT phiên bản thường này dành cho những anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang lần đầu theo dõi, lần đầu tìm hiểu về cái dòng xe gầm cao 7 chỗ giá rẻ này. Với Outlander phiên bản tiêu chuẩn thì phần mặt ca lăng vẫn tuân theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic U thường thấy của tất cả những dòng xe Mitsubishi đã tạo dựng nên thương hiệu. Phần đầu xe thì vẫn có logo của Mitsubishi, đúng không ạ, được ốp mạ chrome sáng bóng và có điểm nhấn là cái thanh chrome được đặt song song như thế này chạy qua cái phần logo. Bên dưới là chúng ta có cái dạng tổ ong là sơn màu đen bóng các bạn nhé, và đương nhiên ở đây chúng ta có cái lưới tản nhiệt sẽ giúp cho cái việc tản nhiệt bên trong tốt hơn. Ngoài ra thì mắt cam 360 của chiếc xe này cũng đã được lắp rồi các bạn ạ. Bản tiêu chuẩn nhưng có cả camera 360. Ở bên dưới này chúng ta có một cái thanh cản trước, thì cái thanh cản trước này được sơn nhựa màu bạc các bạn nhé, và cái phần hốc này chúng ta được ốp chrome, còn cái thanh cản trước kia chỉ là sơn nhựa màu bạc thôi, bạc sần. Đó là về phần mặt ca lăng. Thế còn về phần công nghệ đèn trang bị cho cái phiên bản tiêu chuẩn này của Outlander thì ở đây chúng ta có một cái dải đèn LED định vị ban ngày. Đây là mình cũng đã bật đèn rồi. Phần đèn pha cốt sẽ là sử dụng đèn halogen cho ánh sáng màu vàng các bạn nhé. Và tích hợp trong cụm đèn này chúng ta có đèn xi nhan. Đó. Đèn pha cốt là đèn halogen cho ánh sáng màu vàng các bạn ạ. Dưới đây, ở bên dưới đây chúng ta sẽ có là đèn, ở đây chúng ta có một cái thanh chrome. Đây là hầu như tất cả những dòng xe của Mitsubishi thì sẽ có như thế này thôi, ngôn ngữ thiết kế của bên Mitsubishi. Đèn pha cốt sẽ là đèn halogen, cũng là đèn halogen và cũng cho ánh sáng màu vàng, sẽ giúp cho cái việc mà phá sương, tạo tầm nhìn tốt hơn khi mà các bạn đi trong những cung đường trời sương mù hay là trời mưa quý chị các bạn nhé. Đó là cơ bản nhất về phần đầu xe. Thế còn sang cái phần sườn xe của Outlander và dòng xe 7 chỗ gầm cao này thì chúng ta quan tâm tới bao giờ cũng vậy, đó là cái la răng. La răng của phiên bản tiêu chuẩn này cũng sẽ là la răng 18 inch và được phay, ở đây chúng ta có điểm nhấn giữa màu bạc và màu đen nhám các bạn nhé, tạo ra cái cảm giác thể thao và chắc chắn cho cái phần la răng này. Cả 4 bánh đều là phanh đĩa, có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, có kiểm soát lực kéo các bạn ạ. Hầu như là tất cả những cái tính năng an toàn cơ bản nhất thì phiên bản tiêu chuẩn này cũng đã được trang bị rồi anh chị nhé. Đó là về phần màn la răng. Thế còn sang cái phần gương chiếu hậu của xe thì là được sơn cùng màu thân xe, sơn cùng màu thân xe và có tích hợp xi nhan trên gương quý chị các bạn nhé. Và ở đây chúng ta có thể nhìn cái đèn tích hợp xi nhan trên gương và cái mắt cam 360 được đặt ở ngay bên dưới này. Đó, gương là gương gập điện chỉnh điện và có sấy gương các bạn nhé. Gương chiếu hậu là gập điện chỉnh điện và có sấy gương rồi. Phần viền tay nắm cửa thì được ốp mạ chrome sáng bóng, và ở đây chúng ta có nút mở chìa khóa thông minh Smart Key, có nghĩa là thao tác chỉ cần bằng chìa khóa thôi, bằng nút bấm thôi, chìa khóa thì đeo bên người là ok, là có thể đóng mở khóa cửa rồi. Phần viền chân kính cũng đã được ốp mạ chrome rồi, là một cái điểm nổi bật. Ngoài ra thì cái phần sườn xe này chúng ta cũng có một cái thanh chrome đặt ở vị trí bên dưới này, nó tạo ra cái cảm giác là chắc chắn và khỏe khoắn hơn cho cái phần sườn xe của Outlander phiên bản tiêu chuẩn này. Đó là cơ bản về phần sườn xe. Tiếp theo thì xin mời các bạn sang cái phần đuôi sau này của chiếc xe Outlander CVT, một cái phiên bản mà rất dễ để mọi người tiếp cận với tầm tiền đâu đó tại thời điểm này được giảm rất là sâu, lên tới 40 triệu đồng dành cho các bạn. Ngoài ra thì chúng ta có bảo hiểm này, có đủ phụ kiện luôn. Tổng chương trình khuyến mại mình cũng tính lên đến khoảng tầm gần 70 triệu. Đèn hậu phía sau này, đây là mình cũng đang bật đèn định vị rồi các bạn nhé. Đèn hậu phía sau dải đèn led này, khi mà các bạn đi trời tối thì nó sẽ dễ nhận diện hơn, nổi bật hơn với cái phần đèn hậu này, được nối dài từ cái phần hông này sang cái phần cốp phía sau này. Và ngoài ra chúng ta có một cái thanh chrome được nối hai cái phần viền đèn hậu phía sau này, và đặt trung tâm sẽ là logo của Mitsubishi. Đấy, với phiên bản này chúng ta có cam lùi các bạn nhé, có cam lùi, và ngoài ra chúng ta có cảm biến lùi nữa. Với phiên bản premium, tức là phiên bản cao hơn cái phiên bản này, thì chúng ta có cả cảm biến ở phần đầu xe, nhưng mà phiên bản tiêu chuẩn này chúng ta sẽ chỉ có cảm biến lùi thôi, chứ không có cảm biến ở phần đầu xe. Và đầu xe vừa rồi mình có giới thiệu thì chúng ta có thể để ý là nó không có cái đèn, không có cảm biến ở phần đầu. Ở phần sau này chúng ta có cái thanh cản sau, ốp cản sau này, cái này cũng là sơn nhựa màu bạc thôi các bạn nhé, chứ không phải là ốp chrome đâu ạ. Sơn nhựa màu bạc dạng sần, quý chị các bạn nhé, chứ không phải ốp chrome đâu. Đôi khi thì nó cũng sẽ tạo cái cảm giác sang trọng hơn cho chiếc xe Outlander phiên bản tiêu chuẩn này. Ở trên đây chúng ta có một cái anten dạng vây cá mập được sơn cùng màu với cả màu của xe luôn. Đó, phiên bản tiêu chuẩn này thì sẽ không có cửa sổ trời các bạn nhé. Phiên bản premium mới có cửa sổ trời. Đây, vào không gian nội thất bên trong, thì anh chị chúng ta quan tâm tới đó là về màu sắc, thì đương nhiên sẽ làm ở đây thì hoàn toàn là màu đen, từ ghế đen này, từ táp lô đen này, từ vô lăng cũng là màu đen hết. Một chiếc xe gầm cao với số chỗ ngồi là 7 chỗ ngồi. Ghế ở đây sẽ là ghế da nhé. Ở trung tâm này chúng ta sẽ là da lộn, ở viền ngoài chúng ta sẽ là da trơn, quý chị các bạn nhé. Những cái đường khâu mũi chỉ rất là chi tiết tỉ mỉ, độ hoàn thiện chi tiết cao, quý chị các bạn ạ. Phần ghế này thì ngồi cũng rất là ôm lưng thôi các bạn nhé. Những cái đường chỉ màu trắng này thể hiện là cái độ hoàn thiện chi tiết cũng rất là tốt cho cái phiên bản Outlander bản tiêu chuẩn này. Với cái phiên bản Premium thì chúng ta sẽ ghế theo cái hình họa tiết kim cương, nhưng mà mình nghĩ như này cũng ok rồi. Ghế là điều chỉnh điện các bạn ạ, ghế điều chỉnh điện rồi, không phải điều chỉnh cơ đâu, nên các bạn cũng rất là ngồi thoải mái, điều chỉnh các tư thế rất là dễ dàng thôi. Phần táp ly cửa vị trí người lái, ở đây chúng ta có một cái lẫy mở cửa này, và lên xuống kính thì 4 cánh cửa đều là auto tự động một chạm hết các bạn ạ. Đây là một cái điểm mà mình rất là hay, điều chỉnh vị trí người lái, cả 4 cánh cửa đều lên xuống kính auto tự động một chạm. Ở đây chúng ta có đóng mở khóa cửa này, khóa gương này, điều chỉnh mặt gương các bạn nhé, điều chỉnh mặt gương làm sao là cái tư thế, cái tầm nhìn các bạn quan sát phía sau khi bạn lái xe một cách là dễ dàng nhất. Đấy, mỗi người có một cái tầm nhìn khác nhau. Tiếp theo nữa, vào bên trong này thì chúng ta có một cái cửa gió điều hòa của cái phiên bản tiêu chuẩn Outlander CVT phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản mà hiện tại đang giảm giá nhiều. Vô lăng bọc da 3 chấu có đầy đủ những cái tính năng ở trên cái phần này. Chúng ta có điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh các bạn ạ. Ngoài ra thì với phiên bản tiêu chuẩn này chúng ta cũng được trang bị về Cruise Control rồi quý anh chị các bạn nhé. Bản tiêu chuẩn này cũng đã được trang bị về Cruise Control rồi, nên anh chị em chúng ta có thể là yên tâm khi mà đi trong những cái cung đường mà chúng ta đi đường trường ấy. Cái số túi khí của bản này cũng được trang bị lên 7 túi khí, và có lẫy chuyển số trên vô lăng các bạn nhé. Bản tiêu chuẩn vẫn có lẫy chuyển số trên vô lăng. Gạt mưa thì có chế độ auto rồi. Đề nổ ở đây, đề nổ start top rồi, đương nhiên rồi. Ngoài ra thì điều hòa sẽ là điều hòa 2 vùng độc lập. Với phiên bản tiêu chuẩn này cũng sẽ là điều hòa 2 vùng độc lập luôn. Điều hòa tự động quý chị các bạn nhé. Chúng ta có đầy đủ tất cả những cái nút bấm ở trên cái hệ thống điều hòa này, tăng giảm về quạt gió này, rồi lấy gió bên trong, lấy gió ngoài, những cái tính năng cơ bản nhất mà chúng ta thường thấy. Ở bên dưới này thì chúng ta có một cái những cái nút, ví dụ những cái cổng, 2 cổng USB. Đấy, cổng USB này, rồi là chúng ta có một cái hộc ở đây, hộc để đồ. Rồi là chúng ta có một cái hộp số, cái lẫy cần số. Cần số này là cần số, hộp số sẽ là hộp số CVT các bạn nhé. Máy là 2.0, dung tích xi lanh là 2.0, hộp số CVT. có phanh tay điện tử rồi, có auto hold rồi các bạn ạ. Nên cái phiên bản tiêu chuẩn này cũng rất đáng để mọi người quan tâm mà. Tính năng an toàn thì mình thấy là hầu như là cũng là đầy đủ đấy. Tính năng an toàn cơ bản là đầy đủ, từ túi khí, từ những cái tính năng hỗ trợ phanh, ABS, cân bằng điện tử, nó tóm lại là đầy đủ. Tính năng tiết ích thì mình cũng thấy là trang bị ở mức cơ bản. Đương nhiên thì nó không thể so sánh với phiên bản Premium được vì cái tầm tiền nó chênh lệch nhau nhiều. Nhưng mà với tầm tiền này thì sự lựa chọn này trong phân khúc này thì rất đáng để mọi người có thể là quan tâm. Hàng ghế thứ hai thì cũng rất là rộng rãi thoải mái thôi, có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai này. Ở hàng ghế thứ ba thì đây là một chiếc xe với số chỗ ngồi là 5+2, thì hàng ghế thứ ba này nếu người lớn ngồi ấy, thì mình nghĩ là nó cũng không được thoải mái đâu. Thực sự thì những cái dòng xe 5+2, kể cả về dòng xe Honda CRV thì số chỗ ngồi hàng ghế thứ ba thì thường là cho trẻ con ngồi thì nó sẽ là thoải mái hơn. Còn đương nhiên người lớn chúng ta cố ngồi thì nó vẫn được một cách là dễ dàng thôi. Trên đó là cái phần cập nhật giá tại thời điểm dịp giữa tháng 11 này của Outlander CVT phiên bản thường, những cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và những đặc điểm cơ bản nhất về cái phiên bản này dành cho những anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang có tầm tiền từ 700 đến 800 triệu đồng, đang cần tìm một cái dòng xe đang có nhiều chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá, thì chiếc xe này rất đáng để mọi người quan tâm. Cuối cùng nếu chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử thì hãy cứ liên hệ theo số line em bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, ở miền Nam thì hãy gọi hotline ở miền Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của TopCarVN. Xin chào ạ.